là một trong những đô thị hiện đại phát triển nhanh nhất của khu vực miền Tây, Cà Mau, thành phố nơi cực nam của Tổ quốc, đã có sự phát triển vượt bậc và đổi thay nhanh chóng, xứng tầm là một đô thị thuộc vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long và là đô thị hạt nhân của khu vực Tây Nam Bộ. Trong quy hoạch tổng thể vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Cà Mau được đánh giá là thành phố có nhiều tiềm năng, lợi thế vượt trội để phát triển trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản, cụm công nghiệp khí điện đạm và đặc biệt nhất là phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 2019 mở ra với rất nhiều kỳ vọng về sự đột phá của du lịch Cà Mau. Sức hút và thương hiệu du lịch Cà Mau ngày càng được khẳng định mạnh mẽ trên bản đồ du lịch Việt Nam. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau đến năm 2025 đưa nơi này trở thành trọng điểm du lịch lớn nhất của tỉnh, một trong những trung tâm du lịch sinh thái, trải nghiệm rừng ngập mặn đặc sắc, điểm đến quan trọng trên hành trình tham quan vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phấn đấu đến năm 2025 đón 1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 6.000 lượt, đến năm 2030 đón 2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 22.000 lượt. Thành phố Cà Mau ngày nay được khoác thêm áo mới với cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội phát triển nhanh chóng, hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ cùng các khu đô thị mới hiện đại, các trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí sôi động đã giúp diện mạo của Cà Mau không ngừng đổi thay. Thành phố đất mũi hôm nay đã mang dáng dấp của một đô thị hiện đại, là đòn bẩy để Cà Mau chuyển mình và vươn lên trở thành đô thị loại 1 trong năm 2020. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã công bố đầu tư 900 tỷ đồng nâng cấp tuyến Quảng Lộ - Phụng Hiệp nối 4 tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Tương lai là cao tốc Cà Mau - Cần Thơ. Tuyến cao tốc này giúp phá vỡ thế độc đạo của quốc lộ 1A, từ đó rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa thành phố Cà Mau và Cần Thơ. Cảng hàng không Cà Mau cũng đang được quy hoạch nâng cấp và xây mới. Nghiên cứu mở thêm nhiều đường bay mới giúp kết nối các tỉnh thành đến Cà Mau, tạo đòn bẩy để du lịch Cà Mau phát triển nhanh chóng. Và đặc biệt, dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp Hòn Khoai tại Cà Mau trong tương lai mang đến nhiều tiềm năng để Cà Mau phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đưa Cà Mau trở thành một trong những đô thị cảng biển đẳng cấp tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, đưa nước ta trở thành mắt xích chính, mở ra một cổng kết nối quan trọng trong chuỗi phân phối hàng hóa, dịch vụ toàn cầu. Kinh tế, cơ sở hạ tầng và du lịch phát triển nhanh chóng đã giúp thị trường bất động sản Cà Mau khởi sắc, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quyết định điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh cũng đã tạo sức nóng cho thị trường bất động sản Cà Mau, đặc biệt là các dự án đất nền với khả năng sinh lời rất cao. Trong đó, dự án khu đô thị Cà Mau New City đang trở thành điểm sáng mới được quan tâm nhất. Tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm hành chính mới của thành phố Cà Mau và mặt tiền đường Trần Hưng Đạo theo tuyến Quảng Lộ - Phụng Hiệp, dự án khu đô thị Cà Mau New City tiên phong kiến tạo khu đô thị kiểu mẫu hiện đại, sầm uất bậc nhất tại thành phố Cà Mau nói riêng và định hướng trở thành trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa và giáo dục, là đô thị hạt nhân quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Nằm ở cửa ngõ đông bắc thành phố Cà Mau, từ Cà Mau New City, cư dân dễ dàng di chuyển nhanh chóng và tiện lợi đến sân bay Cà Mau. Bến xe Cà Mau chỉ 10 phút, chỉ 15 phút để đến siêu thị Co-op Mart, trung tâm thương mại Sen City Cà Mau, chợ Cà Mau. Bên cạnh đó, liên kề dự án là hệ thống bệnh viện đa khoa, các trường đại học cao đẳng, công viên trung tâm mang đến một cuộc sống tiện nghi dành cho cư dân. Dự án Cà Mau New City bao gồm nhiều phân khu và tiện ích đồng bộ như khu Shop House, khu Garden Home, Garden Villa, trường học quốc tế, trung tâm thương mại, khu vực hồ bơi, nhà hàng cao cấp, khu vui chơi trẻ em cùng hệ thống an ninh an toàn tối đa. Tại Cà Mau New City, bạn sẽ luôn cảm thấy thoải mái, thư thái với không khí trong lành quanh năm, không gian sống xanh thoáng mát, đón nắng, đón gió tự nhiên và vô cùng bình yên. Khuôn viên khu quy hoạch được tạo hình với hồ cảnh quan điều hòa trung tâm sẽ là một điểm nhấn quan trọng cùng khu công viên cây xanh bao bọc xanh mát mang đến cuộc sống trong lành. Cà Mau New City góp phần thay đổi diện mạo mới cho thành phố Cà Mau, đem đến cho cư dân tương lai không chỉ là giá trị sống đẳng cấp mà còn là tiềm năng đầu tư phát triển đắt giá, mở ra cơ hội đầu tư kinh doanh đột phá và sinh lời rất cao. Cà Mau New City, khu đô thị hiện đại, hoàn chỉnh và kiểu mẫu bậc nhất tại Cà Mau.